trước hành vi gây hấn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông. Ngay phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Đây rõ ràng là một sự chỉ đạo bình tĩnh, sáng suốt, kiên quyết, sẵn sàng đối mặt với thách thức. Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Như vậy phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của ông Trọng được coi là lời cảnh báo và thái độ kiên quyết gửi đến Trung Quốc. Tại phiên tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây, ông Trọng nêu rõ, phải đặt vấn đề Biển Đông trong tổng thể quan hệ quốc tế, giữ môi trường hòa bình để phát triển, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Chúng ta đã giữ được vấn đề biên giới với Trung Quốc bao nhiêu năm nay, hiện đàm phán phân định cửa vịnh Bắc Bộ, tiếp tục tìm tiếng nói chung thay vì căng thẳng với nhau cả đôi bên cùng không có lợi. Vị nguyên thủ quốc gia đã nhấn mạnh, xử lý mối quan hệ này gắn với lợi ích của quốc gia dân tộc, giữ hòa bình nhưng không có nghĩa là ta nhân nhượng bất cứ điều gì. Cố gắng giữ quan hệ cho tốt, nhưng những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì chúng ta không bao giờ nhân nhượng. Lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 11 và tại các cuộc tiếp xúc cử tri thể hiện rõ lời hiệu triệu kêu gọi, toàn dân đoàn kết thống nhất, sát cánh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tham vọng và âm mưu của Trung Quốc là rõ ràng, hành vi xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa của Việt Nam, thái độ ngang ngược không thể chấp nhận trong môi trường quốc tế hiện đại. Gần đây, hồi đầu tháng 10 năm 2019, hình ảnh sơ đồ vị trí tàu Trung Quốc dựa theo tín hiệu nhận dạng AIS cho thấy tàu Hải Dương 8 chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đến 100 hải lý. Vị trí con tàu có lúc chỉ cách đảo Hòn Lớn ở tỉnh Khánh Hòa hay Mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên khoảng 90 hải lý. Report GSAT theo dõi tình hình bãi tư chính từ đầu tháng 7 năm 2019 cho đến nay cho thấy, với việc Trung Quốc đã ngang nhiên điều tàu khảo sát Hải Dương 8 và nhóm tàu đến vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa của Việt Nam để tiến hành các cuộc khảo sát trái phép. Các chuyên gia cho rằng với những động thái mới này, Trung Quốc thể hiện âm mưu, tham vọng chủ quyền bành trướng ngày một lộ rõ. Không chỉ riêng Mỹ, EU, Ấn Độ, mà dường như cả thế giới đều phản đối một Trung Quốc tham vọng bành trướng, bất chấp luật pháp và cam kết quốc tế. Ngay Đài Loan, Hồng Kông cũng không dễ gì để chính quyền Trung Quốc khuất phục. Thái độ của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực hiện nay là cần cảnh giác với Trung Quốc, bảo vệ Biển Đông. Việt Nam khẳng định kiên quyết không nhân nhượng vấn đề chủ quyền. Tại Hội nghị Trung ương 11, ông Trọng và Ban chấp hành Trung ương đã dành một ngày nghe báo cáo về vấn đề Biển Đông, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao kiên quyết không nhân nhượng vấn đề Biển Đông. Ông cũng kêu gọi cử tri cảnh giác với những quan điểm cực đoan về vấn đề Biển Đông, bởi sự kích động sẽ gây chia rẽ giữa lãnh đạo và nhân dân là điều rất nguy hiểm, là mắc mưu kẻ địch chia rẽ sức mạnh tổng hợp dân tộc, chia rẽ để phá hoại từ bên trong. Người đứng đầu khẳng khái thái độ của Đảng rất dứt khoát, kiên quyết, khôn khéo, làm sao để đất nước yên bình nhưng vẫn giữ được độc lập, chủ quyền mới là giỏi, đây là vấn đề cần có tầm nhìn chiến lược, có nhiều việc không thể nói công khai phải không bà con. Lãnh đạo Đảng, nhà nước đã nhiều lần khẳng định mạnh mẽ nguyên tắc tất cả phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng trước những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Với thông điệp từ Hội nghị Trung ương 11 và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bà con nhân dân có thể hiểu rõ thái độ, đường lối, sách lược của Đảng. Có thể khẳng định xuyên suốt lịch sử Việt Nam luôn là một dân tộc tự cường, giàu bản sắc. Và nay, đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tổng hợp giữ vững độc lập, tự do là cội nguồn sức mạnh bảo vệ lãnh thổ biển đảo của Tổ quốc.